Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 506QDTTG ngày 13 tháng 6 năm 2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trực tiếp theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác khối kinh tế tổng hợp, bao gồm kế hoạch tài chính, giá cả, tiền tệ ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự trữ nhà nước, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô theo dõi và chỉ đạo bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam thanh tra chính phủ văn phòng chính phủ ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bảo hiểm xã hội việt nam ủy ban giám sát tài chính quốc gia ngân hàng phát triển việt nam ngân hàng chính sách xã hội bảo hiểm tiền gửi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng thời cũng được phân công làm nhiệm vụ Chủ tịch các hội đồng, Ủy ban Quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo quy định tại điểm C khoản 3 điều 2, quyết định số 1460 quy Chủ tịch hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác, công nghiệp xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công. Theo dõi và chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng được giao làm nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành năng lượng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được phân công theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác, ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vận động vốn vay ưu đãi, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hội nhập quốc tế bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng chống tội phạm phòng chống buôn lậu và xa lợn thương mại nông nghiệp và phát triển nông thôn phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn khoa học và công nghệ thông tin và truyền thông chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công phó thủ tướng trần lưu quang cũng được phân công theo dõi và chỉ đạo bộ ngoại giao bộ nội vụ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ khoa học và công nghệ bộ thông tin và truyền thông ủy ban dân tộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng được giao làm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, phụ trách Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. Phó Thủ tướng Lê Thành Long được phân công theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác, công tác xây dựng thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế, đặc xá, phối hợp công tác giữa chính phủ với tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao. Giáo dục đào tạo và dạy nghề, lao động việc làm và các vấn đề xã hội, văn hóa du lịch, thể dục thể thao, y tế, dân số gia đình và trẻ em. Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công. Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo Bộ Tư pháp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm các công việc khác theo sự phân công ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4 tháng 5 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng tại cuộc họp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đánh giá hai tháng qua toàn đảng toàn dân toàn quân đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng đảng và hệ thống chính trị công tác cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực Nổi bật là chúng ta đã tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 9, tổ chức kỳ họp thứ 7 đợt 1, Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác cán bộ đã được thực hiện đồng bộ kịp thời, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình cao, đã kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 và chức danh Thường trực Ban bí thư khóa 13 Trung ương đã bầu bổ sung 4 đồng chí ủy viên Bộ chính trị khóa 13 đã kiện toàn nhân sự các tiểu ban chuẩn bị đại hội 14 của Đảng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ ở Trung ương và một số ban chỉ đạo kiện toàn và cho chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo một số cơ quan Đảng nhà nước tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực kinh tế vĩ mô ổn định các cân đối lớn được đảm bảo thu ngân sách nhà nước tăng tình hình tài chính ngân sách nhà nước tiếp tục được cải thiện sản xuất công nghiệp duy trì được đà tăng trưởng sản xuất nông nghiệp phát triển tốt an ninh năng lượng an ninh lương thực được đảm bảo lượng khách quốc tế đến Việt Nam, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, có nhiều giải pháp quyết liệt để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các công trình dự án quan trọng quốc gia, phát triển nhà ở xã hội, bình ổn thị trường vàng, thị trường tín dụng cải cách hành chính chuyển đổi số, đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều dấu ấn tốt, đặc biệt là các hoạt động và lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 công tác phòng chống dịch bệnh thiên tai được tích cực triển khai các lĩnh vực kiểm tra kỷ luật phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo hoạt động đối ngoại diễn ra thiết thực hiệu quả góp phần nâng cao vai trò vị thế của việt nam về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đã và sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, xung đột leo thang, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh tác động nặng nề. Vì vậy, các cấp các ngành tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả. Cụ thể là một thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh có giải pháp ổn định thị trường giá cả nhất là đối với xăng dầu các hàng hóa thiết yếu nhà ở và lương thực thực phẩm thực hiện các giải pháp đồng bộ hiệu quả quản quả lý chặt chẽ thị trường vàng gắn với giữ vững tỷ giá ổn định kinh tế vĩ mô đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình dự án hạ tầng quan trọng trọng điểm quốc gia, khẩn trương triển khai các quy hoạch đã ban hành, nhất là quy hoạch điện tám, các vùng, các tỉnh tập trung hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch còn lại, chủ động xây dựng các phương án kế hoạch phù hợp, bảo đảm đủ điện nước xăng dầu cho sản xuất kinh doanh sinh hoạt. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nhất là đối với các luật mới có hiệu lực, bảo đảm hiệu quả đồng bộ kịp thời, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, cháy nổ, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, an toàn thực phẩm. 2. Tập trung làm tốt các công việc để chuẩn bị chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 14 của đảng. Tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội 14 của đảng để chỉnh hội nghị trung ương 10 theo kế hoạch. Giả soát bổ sung quy hoạch các cấp để chuẩn bị cho đề án nhân sự đại hội đảng các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo đôn đốc các tổ chức đảng khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng kết luận tích cực tuyên truyền giáo dục kịp thời định hướng tư tưởng dư luận về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực 3. Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng, ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. 4. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh xử lý hiệu quả thông tin xấu, sai sự thật, thông tin chống phá của các thế lực thù địch. Chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan báo chí chấp hành không nghiêm quy định thông tin tuyên truyền, đưa các tin bài thiếu kiểm chứng, hoạt động không đúng tôn trị, mục đích, gây khoang mang, ảnh hưởng tiêu cực xã hội năm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng công tác dân tộc tôn giáo nhằm hạn chế những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đại đoàn kết